nhà cùng với ban tin tức của đài IBC, chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả quý khán giả đang đến với chương trình tin tức tổng hợp buổi trưa, được phát hình trên các ban tầng 57.19 tại miền Nam, 16.12 tại miền Bắc California, trên hệ thống Galaxy 19 toàn 50 tiểu bang Hoa Kỳ và Canada, cũng như trên mạng Internet ibctv us Và trước khi đi vào phần tin chi tiết, chúng Tuyết nhà xin mời quý khán giả cùng đến với phần điểm tin sau đây. NATO đã tố cáo Nga tái phối trí lực lượng để đánh chiếm khu vực Donbass Đức kêu gọi Liên minh Âu Châu ngừng nhập cảng nhiên liệu hóa thạch của Nga. Tây Ban Nha trục xuất 25 nhà ngoại giao của Nga. Bạo động bùng nổ tại nhà tù Ecuador ít nhất 20 người tử vong. Đảng cầm quyền mất đa số ghế tại Quốc hội Sri Lanka, người biểu tình kêu gọi tổng thống từ chức. Thưa quý vị, và mở đầu là bản tin liên quan tới NATO tố cáo Nga tái phô trí lực lượng để đánh chiếm khu vực Donbass. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg đã cho biết Nga có thể tiến hành cuộc tấn công ở khu vực Donbass ở phía đông Ukraine trong vài tuần tới. Tổng thư ký NATO là Jens Stoltenberg tuyên bố tại cuộc họp diễn ra một ngày trước khi các ngoại trưởng của NATO tập họp tại Brussels tham dự cuộc họp thảo luận việc trợ giúp tài chính, quân sự và nhân đạo cho Ukraine ông báo động về sự di chuyển của quân đội nga ra khỏi kiev để tập hợp tái trang bị và chuyển trọng tâm hoạt động của họ sang vùng phía đông Ông còn dự đoán Nga sẽ cố chiếm toàn bộ Donbass xây một cây cầu nối liền thành phố này với Crimea đang bị chiếm đóng. Nhận định của Tổng thư ký NATO Stoltenberg xác nhận thông báo của Moscow công bố vào cuối tháng 3. Họ chú trọng tới việc chiếm đóng hoàn toàn Donbass là một khu vực công nghiệp nằm dưới sự kiểm soát của phe ly khai Ukraine đã được Nga hậu thuẫn từ năm 2014. Stoltenberg cho rằng chiến lược tái phối trí lực lượng Nga sẽ mất vài tuần lễ, kêu gọi các quốc gia thành viên NATO tăng cường việc yểm trợ cho đất nước Ukraine. Đức kêu gọi Liên minh Âu Châu ngừng nhập cảng nhiên liệu hóa thạch của Nga. Các quốc gia thành viên Liên Âu đã thỏa thuận chấm dứt hoàn toàn việc nhập cảng nhiên liệu hóa thạch của Nga bắt đầu là than đá. Ngoại trưởng Đức là Annalena Baerbock đã khẳng định nhưng không đưa ra ngày cụ thể và cho rằng Liên minh lập tức ban hành gói trừng phạt thứ năm ở cấp độ châu Âu bằng cách loại bỏ hoàn toàn sự phụ thuộc năng lượng hóa thạch của Nga, bắt đầu là than đá, sau đó là dầu mỏ và khí đốt thiên nhiên. Ngoại trưởng của Đức là Annalena Baerbock đã nói thêm rằng các thành viên của liên minh sẵn sàng đưa qua Ukraine một hệ thống vũ khí mà họ chưa từng gửi tới trước đó. Ukraine cho biết họ rất cần thiết giáp xa nếu muốn đẩy ra Nga ra khỏi lãnh thổ của mình, thay vì chỉ bảo vệ các đường liên lạc hiện có. Trong khi đó, theo bà von der Leyen, Chủ tịch Liên minh Âu Châu, thì khối 27 quốc gia thành viên thỏa thuận cấm nhập cảng than của Nga trị giá tới 4 tỷ euro một năm, đồng thời ra lệnh cấm 4 ngân hàng của Nga hoạt động, trong đó có ngân hàng lớn thứ hai là VTB, cấm tàu của Nga vào các cảng của Liên minh, cấm các sản phẩm Nga đưa qua Âu Châu như là chất bán dẫn hay máy móc cao cấp trị giá 10 tỷ euro và ngừng sản xuất gỗ, xi măng, thủy sản và rượu để của Liên minh Âu Châu xuất cảng sang Nga. Lithuania cho biết họ ngay lập tức ngừng nhập cảng khí đốt thiên nhiên của Nga ngay từ đầu tháng này rồi. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck lại cho biết tịch thu công ty năng lượng Gazprom do Gazprom của Nga để bảo đảm an ninh năng lượng của Berlin. Còn cơ quan là Bundesnetzagentur của Đức sẽ nắm quyền kiểm soát Gazprom, Germania đến ngày 30 tháng 9 năm nay, loại bỏ ngay giám đốc điều hành, thuê nhân viên mới là một hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ có công ty Palmari và Gazprom LLC của Nga có thể mua lại công ty Gazprom Germania tại Đức. Tây Ban Nha trục xuất 25 nhà ngoại giao Nga Thưa quý vị, Ngoại trưởng Jose Manuel Alvarez cho biết Tây Ban Nha quyết định trục xuất 25 nhà ngoại giao Nga khỏi Madrid, tỏ thái độ ủng hộ các nước Liên Âu tố cáo Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine, đặc biệt là Bucha và Mariupol. Jose Mario Alvarez cho rằng người gây tội ác không thể không bị trừng phạt. Chính phủ Italy, Thụy Điển và Đan Mạch đã ra thông báo trục xuất tương tự vào ngày thứ ba. Tuy nhiên, Jose Mario Alvarez đã nói Tây Ban Nha không trục xuất đại sứ Nga vì Madrid muốn giữ đại sứ của mình tại Moscow và để ngỏ những hoạt động ngoại giao trong những cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt chiến tranh. Tin từ Helsinki cho biết Estonia và Latvia sẽ đóng cửa các cơ quan đại diện lãnh sự của Nga tại hai thành phố và trục xuất tổng cộng 27 nhà ngoại giao và nhân viên đang làm việc tại các quốc gia Baltic. Bộ Ngoại giao Estonia đã cho biết 14 nhân viên, bao gồm 7 nhân viên ngoại giao được lệnh phải rời khỏi Estonia trước ngày 30 tháng 4. Ngoại trưởng Latvia là Edgar Rinsavis thì nói sẽ đóng cửa văn phòng tổng lãnh sự Nga tại Donvalvis và Liepaja, đồng thời trục xuất 13 nhà ngoại giao và nhân viên của Nga. Donvalvis là một thành phố lớn thứ hai của Latvia, nằm gần biên giới Belarus và Litva, không xa biên giới Nga và Liepaja vốn là một thành phố cảng rất lớn tại đây. Sang đến tin từ Ecuador, bao đồng bùng nổ tại nhà tù, ít nhất 20 người tử vong. Chính phủ Ecuador đã giành lại quyền kiểm soát trực từ một nhà tù ở thành phố Cuenca, nơi xảy ra xung đột làm 20 người thiệt mạng vào cuối tuần. Vụ xung đột bạo lực xảy ra ở nhà tù El Tori bắt đầu tại khu an ninh tối đa. Cuộc tranh chấp giữa các thành viên của cùng một băng đảng muốn giành quyền kiểm soát mọi hoạt động diễn ra tại nhà tù, đặc biệt là việc mua bán ma túy. Năm ngoái, những vụ xung đột bạo lực tại nhà tù đã giết 316 người. Ủy ban Nhân quyền Liên Mỹ cho biết hệ thống nhà tù tại đây đang bị nhà nước bỏ rơi và trở thành một lãnh địa bị tàn phá cùng với điều kiện sinh sống tồi tệ của các tù nhân. Các nhà tù thường chật chội, chứa khoảng 35.000 người. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Patricio Carillo, thì 1.000 thành viên của lực lượng an ninh đã được điều động để giành lại quyền kiểm soát nhà tù. Đảng cầm quyền đã mất đa số ghế tại Quốc hội Sri Lanka, người biểu tình kêu gọi Tổng thống từ chức. Tổng thống Sri Lanka đã mất thế đa số trong Quốc hội và những nhân vật đồng minh thân cận đã thúc giục ông từ chức sau nhiều cuộc biểu tình rầm rộ trên các con đường phố, phản đối cuộc khủng hoảng kinh tế để làm cho đảo quốc này bị tê liệt. Tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu chưa từng có đã xảy ra với tỷ lệ lạm phát kỷ lục, mất điện làm cho cuộc sống của hàng triệu người lâm vào tình cảnh cuộn bách, khốn cùng giống với thời kỳ suy thoái tại nước này, từ khi giành lại độc lập từ tay nước Anh vào năm 1948. Liên minh cầm quyền hùng mạnh một thời của Tổng thống Gotabaya Raha Pasha đang rơi vào tình trạng hỗn loạn sau một loạt những cáo buộc đào tẩu. Và hôm thứ Ba đã đưa ra quyết định từ chức từ Bộ trưởng Tài chính một ngày sau khi nhậm chức. Trong khi các cuộc biểu tình chống Rajapaksa bước sang ngày thứ năm liên tiếp, chính phủ cảnh cáo sẽ trả đũa nếu những người biểu tình có hành vi bạo lực. Hơn 60 người bị bắt vì liên quan tới tình trạng bất ổn kể từ thứ sáu và nhiều người đã bị tra tấn tại trại giam của cảnh sát. Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết họ tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình tại Sri Lanka, quốc gia đang bị thế giới chỉ trích vì một số vụ vi phạm nhân quyền được biết những biện pháp quân sự hóa quốc gia và sự suy yếu của thể chế ở sri lanka đã ảnh hưởng tới năng lực giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế một cách hữu hiệu của chính phủ các nhà kinh tế thì cho rằng cuộc khủng hoảng tại sri lanka trầm trọng vì sự điều hành yếu kém của chính phủ với số nợ tích lũy nhiều năm và việc cắt giảm thuế thiếu cân nhắc Thưa quý khán giả, như thường lệ sau đây, Tuyết Nha mời quý vị cùng ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành và bảo trợ cho đài IBC. Kế đến đó sẽ là những tin tức liên quan tới ngành sản xuất xe hơi bị của Nga đã bị lần cấm vận của phương Tây ảnh hưởng ra sao? Hay là Tổng thống Ukraine cáo buộc tại Liên Hiệp Quốc là quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh như thế nào. Cảnh sát công bố danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng vừa qua tại Sacramento, California. Ngoại trưởng Nhật từ Ba Lan trở về mang theo 20 người tị nạn Ukraine và nhiều bản tin nổi bật liên quan tới tình hình tại Việt Nam. Xin mời quý khán giả đón xem. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm và ủng hộ cho những cơ sở kinh doanh thương mại vừa qua. Chúng ta tiếp tục với phần 2 của chương trình tin tức tổng hợp trưa nay. Ngoại trưởng Nhật từ Ba Lan trở về mang theo 20 người tị nạn Ukraine. Ngoại trưởng Nhật Bản là Yoshimasa Hayashi đã từ Ba Lan trở về Tokyo vào thứ ba với 20 người tị nạn chạy trốn khỏi chiến tranh xâm lược của người Nga. Cho thấy Tokyo đang tìm cách đóng vai trò hữu hiệu hơn trong việc trợ giúp Ukraine. Thủ tướng Fumio Kishida đã tuyên bố Nhật Bản sẽ chấp nhận nhiều người tị nạn Ukraine đang chạy trốn cuộc chiến tranh xâm lược diễn ra tại đất nước, nhất là trong hoàn cảnh thực tế cho thấy Nhật là nước già dặt trong việc chấp nhận người tị nạn. Nhật Bản tiếp nhận vài chục người tị nạn mỗi năm trong số hàng ngàn người nộp đơn và biên giới nước này đang bị đóng cửa với hầu hết du khách nước ngoài với lý do ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, ông Kishida cho biết rằng Nhật Bản sẽ thực hiện kế hoạch tiếp nhận người tị nạn Ukraine chạy sang nước thứ ba để thể hiện tình đoàn kết với người dân Ukraine trong thời điểm hiện nay. Ông Kishida tuyên bố trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Ba Lan, nước đã tiếp nhận đông đảo trong số hơn 800.000 người tị nạn chạy khỏi Ukraine từ khi Nga bắt đầu chiến tranh xâm lược. ngành sản xuất xe hơi nga đã bị lệnh cấm vận của phương tây nghiền nát hàng ngàn công nhân lắp ráp và sản xuất xe hơi ở nga đã bị sa thải trong khi giá lương thực tăng vọt vì lệnh trừng phạt của các quốc gia phương tây giáng xuống thành phố kaluga địa điểm tọa lạc của những nhà sản xuất xe hơi nước ngoài hàng đầu của nga Kaluga cách Moscow 120 dặm về Tây Nam đã thu hơn 1.300 tỷ rút tương đương với 15 tỷ Mỹ Kim đầu tư phần lớn của nước ngoài từ năm 2006. Những biện pháp trừng phạt của phương Tây áp đặt trong những tuần lễ gần đây sau khi Nga đã đưa hàng chục ngàn binh sĩ tới xâm lược Ukraine làm trầm trọng tình trạng thiếu phụ tùng, buộc hai nhà máy sản xuất xe hơi hàng đầu Volkswagen của Đức và Volvo Thụy Điển phải ngừng hoạt động. Nhà máy thứ ba là PSM Rose liên doanh giữa Stellantis và Mitsubishi, với 2.000 người lao động có thể sớm ngừng sản xuất vì thiếu phụ tùng lắp ráp ngay tại thị trấn Kaluga với 325.000 người dân sinh sống. Nhà máy Volkswagen sử dụng 4.200 người phải đình chỉ hoạt động từ đầu tháng 3. Volvo của Thụy Điển, công ty sử dụng hơn 600 công nhân sản xuất xe vận tải cũng tuyên bố ngừng sản xuất. Tổng thống Zelensky cáo buộc tại Liên Hiệp Quốc quân đội Nga đã phạm tội ác chiến tranh. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc tại Liên Hiệp Quốc quân đội Nga phạm tội ác chiến tranh ở Ukraine và nói với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào ngày 5 tháng 4, những người chịu trách nhiệm phải bị truy tố về tội ác chiến tranh trước một tòa án như là được thành lập tại Nuremberg sau Thế chiến thứ hai ông zelensky xuất hiện qua video từ ukraine nói với các thành viên hội đồng là thường dân bị bắn sau đầu sau khi bị tra tấn thậm chí bị nổ tung bằng lựu đạn trong căn nhà của chính họ bị xe tăng nghiền nát họ bị cắt chân tay cắt cổ phụ nữ thì bị hãm hiếp và giết ngay trước mặt con cái của mình lưỡi bị kéo ra ngoài chỉ vì kẻ xâm lược không nghe những gì họ muốn nghe và ông đã nhắc lại điều ông mô tả là cuộc tàn sát tệ hại nhất kể từ thế chiến thứ hai So sánh các hành động của binh sĩ Nga như hành động của nhà nước Hồi giáo, ông Zelensky đã nói quân đội Nga và những người ra lệnh phải bị mang ra trước công lý ngay tức khắc vì những tội ác chiến tranh đang tiến hành tại Ukraine. Bất cứ người nào ra lệnh và thi hành lệnh bằng cách giết hại dân chúng vô tội, tôi sẽ, thì sẽ bị mang ra tòa án, phải giống như tòa án Nuremberg vậy. Cảnh sát đã công bố danh tính 6 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại Sacramento. Nhân viên điều tra tại Sacramento công bố danh tính 6 người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt vào cuối tuần qua tại thủ phủ California. Hàng chục phát súng bắn liên hồi vào rạng sáng ngày 3 tháng 4 trên những con đường phố đông đúc của Sacramento, làm 3 người phụ nữ, 3 người đàn ông thiệt mạng, 12 người bị thương. Ngày 4 tháng 4, nhiều người thắp nến và đặt hoa gần với hiện trường vụ án. Nhân viên điều tra của Sacramento công bố danh tính 6 người thiệt mạng gồm có John Thea Alexander, 21 tuổi, Melinda Davis, 57 tuổi, Yamiri Martinez Andrell, 21 tuổi, Sergio Harris, 38 tuổi, Hozua Hoyle Lucchesi, 32 tuổi và Devarzia Turner, 29 tuổi. Các nhà điều tra tiếp tục truy lùng ít nhất thêm hai kẻ sổ súng đã gây ra vụ bạo lực này. liên quan tới tình hình việt nam kế toán trưởng của hãng hàng không bamboo airways bị bắt cảnh sát việt nam đã bắt một nhân viên kế toán của flc việt nam công ty mẹ của hãng hàng không bamboo airways sau khi bắt chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này vào tuần qua báo giới tại việt nam cho biết người này tên là trình thị minh huệ nhân vật quan trọng trong bộ máy điều hành tài chính của flc đã bị bắt vì cáo buộc tiếp tay để chủ tịch hội đồng quản trị flc trịnh văn quyết thao túng thị trường chứng khoán Bà Trịnh Thị Minh Huệ là em gái ruột của ông Trịnh Văn Quyết, là nhân vật chủ chốt điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản của Mambu Airways. Sau khi ông Quyết bị bắt, giám đốc điều hành hãng hàng không đặng tất thắng trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của Mambu Airways, kim nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị FLC. Theo thông báo ngày 30 tháng 3 của cảnh sát, ông Trịnh Văn Quyết bị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán, che giấu thông tin trong hoạt động kinh doanh chứng khoán. Bamboo Airways có đội bay 29 chiếc phi cơ Airbus A320, A320neo, 5 chiếc Embraer E190 và 3 chiếc Boeing 7879, đồng thời vừa mới đặt mua thêm 10 chiếc 7879S. người nổi tiếng của bạn malaysia đã bị chỉ trích vì ăn mặc áo dài việt nam một cách khiếm nhã người việt nam đã bày tỏ sự tức giận và chỉ trích kịch liệt người nổi tiếng của mạng xã hội malaysia tên là siêu puyi vì cô ta đã mặc chiếc áo dài truyền thống của việt nam một cách khiếm nhã là không mặc quần xuất hiện những nơi công cộng của thành phố cổ hội an Tài khoản Facebook của CEO Puji đăng hai bức hình chụp người phụ nữ mặc áo dài thả đèn lồng trên sông Hoài ở Hội An, địa điểm di sản được UNESCO công nhận và là địa điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam. Tuy nhiên, cô ta lại mặc áo dài vô cùng khiếm nhã và để lại những đường nét khiêu gợi của cơ thể. Trang mạng Facebook của Seo Puji được lan truyền nhanh chóng và thu hút 21.000 lượt like và 600 lượt chia sẻ là càng làm bùng phát dư luận phẫn nộ trong người dân Việt Nam. Họ chê bai cách ăn mặc khiếm nhã của ngôi sao mạng xã hội Malaysia là Seo Puyi cho rằng bà ta không tôn trọng sắc thái truyền thống của người dân Việt Nam, yêu cầu cô phải ngay lập tức gỡ bỏ hình ảnh đã đăng tải. Puji còn được gọi là Seo Puyi, nổi tiếng trên mạng xã hội đến từ Malaysia. Facebook của ta có hơn 615.000 người và Instagram có hơn 17.3 triệu người theo dõi. Ngày thứ ba, ông Tống Quốc Hùng, trưởng phòng văn hóa thông tin thành phố Hội An cho rằng, cách mặc áo dài truyền thống của người Việt Nam lại không mặc quần của cô Siêu Puji không hề phù hợp với thuần phong mỹ tục của người dân thành phố cổ Hội An. Theo luật Việt Nam, sử dụng lời lẽ thô tục chữ thề, mặc quần áo khiếm nhã kỳ dị tại những lễ hội, có thay những nơi công cộng, bị phạt số tiền tương đương chỉ có 20 mỹ kim. Và Bắc Hàn đe dọa sẽ xóa sổ luôn Nam Hàn nếu như bị khiêu khích. Đó là lời lẽ của cô Kim Yo Jong, em gái của nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un, đã lớn tiếng đe dọa sử dụng vũ khí nguyên tử tiêu diệt quân đội Nam Hàn nếu tiến hành tấn công chế độ Bình Nhưỡng. Kim Yo jo un đang chiếm vị trí lãnh đạo cao cấp của nhà nước và đảng cầm quyền nói rằng Bắc Hàn sẽ không khơi mào chiến tranh nhưng sẽ trả đũa bằng vũ lực nếu bị khiêu khích và sẽ đặt quân đội Seoul vào tình trạng đổ nát hoang tàn. Cô Kim Yo Jong đã tuyên bố như vậy sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn là su quốc công khai tuyên bố Seoul có đầy đủ năng lực để tiến hành những cuộc tấn công chính xác và nhanh chóng như mục tiêu ở Bắc Hàn bằng nhiều loại vũ khí. Sau khi Bắc Hàn liên tục thử những hỏa tiễn thời tầm xa trong thời gian qua, vừa qua Bắc Hàn cũng đã thử hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa lần đầu tiên trong 5 năm, làm dư luận đồn đoán chế độ này có thể đang chuẩn bị để thử vũ khí nguyên tử vào cuối tháng này. Thưa quý khán thính giả và bản tin vừa qua cũng đã kết thúc chương trình tin tức tổng hợp trưa hôm nay của đài IBC do Tuyên Nhà phụ trách. Tuyên Nhà xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm đón xem và ủng hộ. Cảm ơn những cơ sở kinh doanh thương mại đã đồng hành bảo trợ cho đài. Đặc biệt là IBC Home Shopping với số điện thoại là 714 892 5717 với rất nhiều sản phẩm dược thảo đến từ thiên nhiên cho quý khán thính giả có thể lựa chọn bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình chúng ta. Hiện nay đang có rất nhiều những chương trình promotion và sale đặc biệt dành cho quý khách hàng thân thương. Quý vị đừng quên liên lạc ngay 714 hai 5717. Và quý vị cũng đừng quên ủng hộ cho đài truyền hình IBC TV bằng cách like và subscribe cho trang YouTube IBC TV Official để đón xem rất nhiều những chương trình sẽ được cập nhật liên tục trên trang YouTube IBC TV Official hoặc Facebook IBC TV. Một lần nữa xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý vị vô lượng an lạc.